Giá ga bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm VAT tháng 3 đã chạm mốc 460.740 đồng một bình dân dụng 12 kg, 1.842.760 đồng một bình công nghiệp 48 kg. Như vậy, so với tháng 2, mức tăng lần lượt là 2.640 đồng một bình 12 kg và tăng 10.560 đồng một bình 48 kg đã bao gồm VAT. Theo Tổng công ty ga Petrolimex, mặc dù hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng 3 ở mức 635 đô la Mỹ một tấn, không thay đổi so với tháng 2, nhưng do biến động tỷ giá nên doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh theo mức tăng tương ứng. Hiện nguồn cung ga nội địa chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu tiêu dùng,